Tết Hàn thực với ý nghĩa là thức ăn lạnh. Đây là ngày Tết truyền thống có nguồn gốc từ Trung Quốc. Thế nhưng, khi du nhập vào Việt Nam, Tết Hàn thực của người Việt vẫn có những sắc thái riêng, đó là có món bánh trôi, bánh chay. Người xưa cho rằng, việc làm bánh trôi, bánh chay gợi nhắc về sự tích bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ. Tất cả những ý nghĩa xoay quanh Tết Hàn thực tại Việt Nam đã được câu lạc bộ Hà Nội Kids tìm hiểu và giới thiệu cho bạn bè quốc tế khi đến tham gia chương trình. Người nước ngoài ở Việt Nam họ có biết đến cái hoạt động này thông qua trang web của Hà Nội Kids. Cho nên bọn em có nói lại là nếu như mà bạn có thể có một hoạt động như này, nếu mà bạn có thể tham gia thì bạn có thể đăng ký. Và họ cũng tỏ ra rất là vui vẻ và tham gia bởi vì là họ muốn trải nghiệm một cái gì đấy mới mẻ về một nền văn hóa mới ở phương Đông như Việt Nam. Tết Hàn thực có sự tham gia của gần 20 du khách nước ngoài. Họ đều mới đến du lịch Hà Nội được ít ngày. Và đây cũng là lần đầu tiên họ được trải nghiệm làm bánh trôi, bánh chay Việt Nam với các nguyên liệu bột, đường, đậu xanh, vừng. Tôi đã thử món bánh trôi rồi, ngon lắm. Lúc nãy tôi có nặn bánh thi với một bạn người Việt Nam. Tôi nhanh hơn bạn ấy vì trước đó ít phút tôi cũng tập nặn rồi, rất vui. Nặn bánh thì cũng khá khó với tôi vì phải làm sao để bột và đường quyện vào nhau, nếu không sẽ bị rơi ra và hỏng mất. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết đến Tết Hàn thực của Việt Nam. Món ăn này cũng có phần giống với các món ăn của đất nước tôi. Bánh cũng được nặn tròn, luộc qua nước rồi rắc vừng lên. Trải nghiệm này cũng rất thú vị với tôi. Điều tôi thích nhất là được biết về chiều dài lịch sử nguồn gốc của cái Tết này. Tết Hàn thực là một trong số các chuỗi sự kiện văn hóa được câu lạc bộ Hà Nội Kids tổ chức nhằm tạo môi trường tương tác giữa người nước ngoài và sinh viên Việt Nam, giúp giới trẻ có cơ hội luyện tiếng Anh, tìm hiểu về văn hóa các nước khác và quảng bá văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế.